Ngày hôm nay 21 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sẽ tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm của vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trong phiên xét xử vào ngày hôm qua 20 tháng 7, khi chủ tọa phiên tòa cho trình chiếu các clip cáo buộc có nội dung phạm tội, các bị cáo đã thừa nhận đó là mình, tuy nhiên phủ nhận nhiều lời nói trong clip và cho rằng là đã bị cắt ghép. Nhiều câu hỏi của hội đồng xét xử và kiểm sát viên cũng không được các bị cáo trả lời. Một số câu trả lời thì mâu thuẫn với nhau và với cả chính lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên còn cho rằng mình bị đe dọa trong quá trình điều tra tại Công an huyện Đức Hòa, tuy nhiên không cung cấp được bằng chứng.